trận thi đấu vâng thứ hai trong xê đấu thứ ba. Vâng, Roman đang chém là tương đối tốt nhưng bây giờ ở nhà thì bắt đầu bị chơi khá đau. Alo, vâng, như vậy là có một tin mừng không hề nhẹ, có một tin vui không hề nhẹ đến với những người vâng đã thức đến thời điểm này và vẫn chờ đợi, vâng chờ đợi những vận may và cuối cùng thì vận may cũng đã mỉm cười, vâng vận may cũng đã mỉm cười và bây giờ thì vâng không gì khác đó là hệ thống, vâng chỉ có hai từ hệ thống thôi đã bảo trì xong. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị một lượng đạn dược cần thiết để có thể thi thố ở trong những trận thi đấu sắp tới, có lẽ sau trận thi đấu này thôi, tôi nghĩ rằng như vậy. Thực sự các anh kỹ thuật viên bên bên hệ thống quá tuyệt vời, và bất kể ngày đêm các anh vẫn làm việc một cách quá nghiêm túc và tuyệt vời, đem lại cho các bạn những thành quả có thể nói là chỉ trong mơ mới có thôi. Bây giờ đã hơn 1 giờ đêm. Anh Van Love Idol có lẽ 1919 có lẽ anh đã muốn ra đảo rồi. Vâng, tôi không chém đâu, mọi thứ đã lên rồi. Vâng, tôi không chém đâu, mọi thứ đã lên rồi. Hãy tin tôi đi. Vâng, hãy tin tôi đi. Đã xong rồi. Xong thật mà. Vâng, đã bảo là xong thật mà. Đừng trêu tôi. Đừng trêu tôi. Vâng, đã lên hình rồi. Baby F3X quả là người thông thái tuyệt vời. Tại sao bạn lại có biết là đã lên hình rồi nhỉ? Quá tuyệt vời. Một vị khán giả quá tuyệt vời. Vâng, các bạn hãy F5 lại, chuyển chế độ sang kênh 1. Thank you.
Vâng, như vậy là một đều rồi. Lên thì sao không nói, đánh nhiều nhất là vô thương. Ôi dồi,